Đây đầu tiên kênh Bất Động Sản Tùng Loan xin gửi lời chào đến tất cả quý cô chú và anh chị. Hôm nay chúng em giới thiệu một căn nhà pháp lý sổ hồng riêng đồng sở hữu ngay tại thị trấn Nhà Bè. Và nhà của chúng ta là một căn nhà nhỏ, 2 lầu, diện tích ngang 3,5m, dài 7m, có hướng Tây Bắc, 1 trệt, 2 lầu và 3 phòng ngủ. Hiện tại là căn nhà này thì gia chủ đang mong muốn chào ra mắt thị trường, tìm một chủ nhân để sở hữu và sẽ có giá ưu đãi tốt nhất cho khách hàng tìm đến kênh Bất Động Sản Tùng Loan ạ. Và đây là cái con hẻm trước nhà, cách hẻm ô tô chỉ tầm 10m mà thôi. Hình ảnh chúng em review thật 100% chăm nên là quý cô chú anh chị khách hàng hoàn toàn yên tâm nha. Trong cái được cái dãy cuối cùng này thì chỉ có 3 căn thôi, cho nên là hẻm rất là an ninh và yên tĩnh. Hàng xóm thì thân thiện và dễ thương luôn. Thích hợp cho chúng ta mua ở hoặc là kinh doanh cho thuê đều được. Nhà được gia chủ tăng trang rất là mới luôn ạ. Rễ tặng những nội thất có sẵn bên trong căn nhà lại cho quý khách hàng nào khi sở hữu ngôi nhà này. Nhà được thiết kế bên ngoài có 2 lớp cửa. Bên ngoài là một lớp cửa 4 cánh sắt. Tiếp đến là một cửa nhôm sinh pha kính cường lực nha. Trên vẫn là thiết kế là chằng thạch cao. Bộ điểm nhấn chủ đạo vẫn là bộ đèn trùm. Quý cô chú anh chị khách hàng muốn biết thêm thông tin chi tiết về căn nhà này thì hãy liên hệ ngay số điện thoại chúng em có để trên màn hình 0931822932 ạ. Hoặc là để lại số điện thoại bên dưới bình luận, chúng em liên hệ trực tiếp tư vấn kỹ hơn cho quý khách hàng. Và đây là không gian bếp, kệ tủ bếp thì gia chủ lắp sẵn cho quý khách hàng luôn. Bếp thì tương đối rộng rãi và thoáng, nhà vệ sinh sạch sẽ, được gia chủ sử dụng những loại trang thiết bị nhà vệ sinh cũng cao cấp ha. Về độ bền thì quý khách hàng hoàn toàn yên tâm luôn. Nhà được gia chủ tăng trang sửa rất là mới luôn ạ. Ở thì quý hòa khách hàng yên tâm về độ bền ha. Di chuyển lên lầu 1, chúng ta tham quan 2 phòng ngủ ở trên nè. Phòng ngủ phía trước của lầu 1 rộng rãi, có ban công, cửa sổ rất là thông thoáng luôn. Rèm cửa thì gia chủ cũng lắp sẵn cho chúng ta. Lầu 1 có 2 phòng ngủ rộng rãi và thoáng nha. Một vị trí rất là gần Quỳnh Tấn Phát luôn. Hẻm thông 2 đầu, quý cô chú anh chị khách hàng đi đường nào cũng được, xe hơi có thể vào tận nơi được ạ. Pháp lý là sổ hồng riêng đồng sở hữu, mỗi nhà mỗi sổ, mua bán ký trực tiếp tại văn phòng công chứng nhà nước. Chúng ta có thể ký ủy quyền hoặc là ký mua bán đều được luôn. Giá 1,8 tỷ, có thương lượng cho khách hàng thiện chí nha. Và đây là cái phòng ngủ thứ hai nằm ở phía sau lầu 1 nè, tương đối nhỏ gọn nè. Phòng này thì nếu về nhà chúng ta có trẻ nhỏ thì thiết kế một phòng cho em bé cũng rất là ok ha, tương đối. Và em Long xin nhắc lại, pháp lý sổ hồng riêng đồng sở hữu, mỗi nhà mỗi sổ, mua bán ký ủy quyền hoặc là ký mua bán trực tiếp tại văn phòng công chứng nhà nước và giữ lại sổ hồng. Giá chỉ có 1,8 tỷ, có thương lượng trực tiếp chính chủ luôn. Cô chú bác anh chị nào muốn biết thêm thông tin chi tiết về pháp lý thì hãy liên hệ tư vấn trực tiếp cho kênh Bất Động Sản Tùng Loan, số điện thoại 0931822932 để em Loan tư vấn về quá trình pháp lý của căn nhà này ha. Cho nên là quý cô chú anh chị khách hàng hoàn toàn yên tâm luôn. Lầu 2 thì chúng ta có thiết kế có một cái khoảng sân ở phía sau nè. Cái này thì chúng ta tận dụng như là khoảng sân thượng ở phía sau làm phơi đồ, là đặt máy giặt trực tiếp ở trên này luôn nha. Và có một cái nhà vệ sinh ở lầu 2. Phía trước một cái lầu 2 thì chúng ta là một cái phòng ngủ rộng rãi và có cửa sổ đầy đủ thông thoáng. Và bây giờ em mời toàn thể quý khách hàng chúng ta ngắm lại hình ảnh khoảng không gian tầng trệt bên dưới nha. Rộng thoáng. Nhà này thích hợp cho gia đình ở 4 thành viên thì thoải mái luôn ạ. Con đường trước nhà rất là sạch sẽ và thông thoáng luôn. Cao ráo, không ngập nước, hàng xóm xung quanh thân thiện và dễ thương. Khu vực vị trí chúng ta ở gần chợ, trường học nè, đầy đủ tiện ích luôn ạ. Quý cô chú anh chị khách hàng hãy liên hệ trực tiếp cho kênh Bất Động Sản Tùng Loan để được xem nhà hoàn toàn miễn phí nha. Bên đó chúng em có rất là nhiều nhà đẹp giá rẻ ở khu vực quận 7 và Phú Xuân, Nhà Bè. Cô chú bác anh chị nào quan tâm thì hãy để lại số điện thoại hoặc là liên hệ trực tiếp cho chúng em để chúng em tư vấn nhiệt tình và kỹ lưỡng hơn cho quý khách hàng tin tưởng ạ. Và đây là cái con đường xe hơi nè. Và lời cuối thì cho chúng em xin một cái like và một cái đăng ký kênh ở bên dưới để có thêm động lực review những căn nhà đẹp giá rẻ ở khu vực quận 7 và Phú Xuân, Nhà Bè. Cảm ơn và chào tạm biệt.